Dạ chị ơi, dạ mua giúp em dùm tờ giấy số chị. Dạ. Nhìn mặt quen quen ta. Quen quá. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Em ơi. Dạ. À, lấy anh tờ giấy số đi em. Dạ đây, dạ anh lựa giúp giùm em. Tuyết. Tuyết đẹp phải không? Ủa? Trời Minh nè. Minh hồi học chung cấp 3 đó. Tuyết nhớ, Tuyết nhớ. Nhớ, đúng là Tuyết rồi. Ngồi 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 đi Tuyết, ngồi đi. Lâu quá rồi mới gặp. Minh khỏe không? Minh khỏe. Tuyết uống gì? Uống gì để Minh kêu thôi. Thôi Tuyết không uống đâu, Tuyết không uống khác. Trời ơi khác chứ sao không khác. Cam đi cho nó dễ uống. Em ơi. Thôi cho ly cam nha. Thôi. Ít đường ít đá. Thôi khỏi em ơi. Khỏi cái gì? Cái này là Minh mời, yên tâm. Bộ hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm sao mà phải đi bán thêm gì Tuyết? Gia đình Tuyết á cũng... Cảm ơn em. Tuyết uống nước đi. Cảm ơn Minh. Thiệt ra là gia đình Tuyết cũng khó khăn. Cho nên là thôi Tuyết tranh thủ, Tuyết tận dụng thời gian để Tuyết đi bán để phụ giúp cho gia đình. Trời ơi thương quá à. Cũng tại vì ba của Tuyết bị bệnh á, mà sắp cũng tới cái lịch khám với lại thuốc thang rồi. Để bữa giờ Tuyết cũng xoay sở, Tuyết kiếm tiền lắm nhưng mà trời mưa nắng rồi buôn bán nó thất thường á. Tuyết lấy cho Minh 50 tờ đi. Minh mua nhiều dữ vậy hả? Không sao thì coi như mua ủng hộ Tuyết mà. Minh lựa đi. Thôi lấy đại đi. Tại Minh cũng không có rành. Thôi Tuyết lấy đại. Đủ chưa Tuyết? Đây cái này là tiền 50 tờ giấy số. Cảm ơn Minh nhiều lắm nha. Thôi Tuyết đi bán nha. Khoan. Còn nữa. Tuyết cầm số tiền này đi. Ủa? Cái này là Minh cho Tuyết mượn. Tại vì thấy hoàn cảnh của Tuyết cũng khó khăn á. Lỡ như có cái gì nó bất trắc á thì mình lấy ra mình xoay sở. Hả? Thôi. Nhưng mà tự nhiên lâu ngày quá gặp lại cái tự nhiên Tuyết nhận tiền của Minh Tuyết ngại lắm. Có gì đâu, cái này là Minh cho Tuyết mượn. Với lại cái này, tiền này là coi như là cái tiền tiêu vặt của Minh thôi à. Cầm đi, thôi Minh giận á. Nè. Thôi, Tuyết nhận. Tuyết cảm ơn Minh nhiều lắm nha. Nhưng mà Tuyết hứa là Tuyết sẽ ráng, Tuyết chạy dạy á. Tuyết có tiền cái là Tuyết trả cho Minh liền. Không sao. Thôi, để bây giờ Tuyết tranh thủ Tuyết đi bán đi. Rồi gom được nhiều tiền á, rồi Tuyết trả cho Minh liền nha. Không, uống hết ly cam mới được đi bán. Tuyết cảm ơn Minh nhiều lắm. Uống đi. Sao kỳ vậy ta? Sao mình vô cái trang web của trường mình kiểm tra mà vẫn ghi là nó chưa có đóng học phí? Hay là có khi nào nó đóng rồi mà trường không có báo cho lên trang web không? Mà đâu có, nếu đóng rồi thì là phải báo là biết là đóng rồi chứ tại sao lại là chưa báo? Không hiểu nổi. Ý chết rồi. Chà, không khéo là nhiều khi là chơi nhầm bạn xấu rồi rủ rê rồi nghiện ngập này kia nọ. Chà, cái này nguy dữ rồi, không được, phải gọi điện kêu nó về đây gặp hỏi ra lẽ mới được. Ba, hên quá, ba tính gọi cho con nè. Tại sao vậy con? Tại sao ba đưa tiền cho con đóng học phí mà sao con không chịu đóng hả? Rồi con lấy cái tiền học phí rồi con làm cái gì? Cái chuyện này con cũng tính nói với ba hổm rày mà tại thấy ba lu bu công chuyện quá con không dám nói. Cái học phí á ba. Con làm cái gì? Lấy học phí làm những cái chuyện xấu xa phải không? Không có, ba nghĩ sao vậy? Con trai của ba có bao giờ mà làm cái chuyện bậy bạ đâu. Thì hôm rồi á ba, con bữa là để trong tiệm túi con định là tới trường để mà đóng học phí. Xong rồi con ghé đổ xăng. Tự nhiên móc ra cái túi trống không à. Trống không à? Lúc đó là chắc là đi trên đường rồi rớt ở đâu con cũng hay nữa. Nè, đừng có gạt ba nha. Không, con nói không thiệt ai mà. Mất tiền mà cái mặt mà tỉnh bơ như con á. Người ta mất tiền là ta phải hốt hoảng như thế này thế nọ. Con kể lại mà với một cái tâm trạng là ba không thể nào tin được hết không trơn. Không phải ba. Đừng gạt ba, lấy tiền làm cái chuyện gì xấu xa phải không? Bây giờ không dám nói cho ba biết đúng không? Có mấy cái con lúc mà mất tiền về con đau khổ lắm, con buồn lắm. Mà con cố nuốt cái đau khổ đó vào trong. Trời, con vô phòng con úp mặt vô gối con khóc mình, ba đâu có biết đâu. Thôi đi, con đừng có gạt ba. Con lấy tiền con làm cái chuyện gì khác rồi bây giờ con giấu ba phải không? Con không nói cho ba nghe chứ gì. Chứ đó giờ là con không bao giờ có cái tánh đó.
mới bước vô năm đầu đại học mà con đã như vậy rồi. Mai mốt một nữa qua những năm sau thì là sao ba làm việc với con được hả? Ba dạy dỗ con được hả? Con không nói chuyện với ba nữa, nói ba cũng không chịu tin nữa. Con đi nè. Con trời đúng là chiều riết rồi hư. Con với cái khổ ghê vậy. Tiền giấy mình làm sao mà nó để mất, không thể nào mất được. Nó làm cái chuyện gì nó giấu mình đây nè, không hiểu được. Ờ vô ngồi đi con. Ờ con kiếm ai vậy? Ờ dạ con là Tuyết, con bạn học cấp 3 của Minh. À vậy à? Dạ thì hôm bữa là con cũng tình cờ gặp lại Minh. À dạ con bán vé số trong cái quán cà phê mà Minh đang uống á. Minh cũng có hỏi thăm về gia đình của con. Thì ba của con thì cũng đang chạy thận. Vậy à? Dạ rồi tiền thuốc thang mà dạo này con khó khăn với lại trời. Đúng rồi, chạy thận mất tiền lắm đó con. Dạ xong rồi cái Minh có thấy hoàn cảnh của con khó khăn vậy, Minh có giúp đỡ con một số tiền. Ồ vậy hả? Ủa dạ. Tưởng nó mua vé số, nó mua hả? Dạ. Này tệ quá. Dạ có. Ủng hộ vé số. Ủa dạ, mua luôn. Có. Ủng hộ con 50 tờ. 50 tờ? Dạ. Ờ dạ thì hôm nay á con chạy dạy con kiếm được tiền rồi cho nên là hôm nay con qua đây con gửi số tiền 3 triệu này lại cho Minh. Dạ. Ủa? Con cảm ơn Minh rất là nhiều, nhờ có Minh mà ba con qua được cái cơn này á. Ủa nói vậy là nó cho con mượn 3 triệu. Dạ 3 triệu. Con định nay là con qua con gửi trả lại cho Minh nhưng mà Minh không có ở nhà. Ờ thôi. Ờ con gửi bác không được. Dạ. Con đành con gửi bác. Dạ bác giữ giùm con. Dạ bác cho con gửi lời cảm ơn đến Minh rất là nhiều vì đã giúp đỡ gia đình con lúc hoạn nạn khó khăn. Dạ. Dạ. Con nhớ chăm sóc ba con cẩn thận ha. Dạ. Có gì cần cứ lợi nhờ bác ha. Dạ con ngại. Bán vé số ế đem lại đây bắt mạo vậy. Dạ cảm ơn bác. Thế bác con về. Dạ. Khoan đã con. Dạ. Bác không ra cửa là con không về được đâu. Ờ, con quên. Chào bác chút. Dạ bác giúp giùm con. Dạ cảm ơn bác. Đi đâu từ chiều giờ mà chưa thấy về nữa. Không biết có gì không đây. Hay sợ nhiều khi rồi giận hờn nữa. Con nghe nè ba. Thôi về lẹ đi, ba có chuyện này muốn nói với con nè. Dạ. Chưa ăn uống gì hết. Bây giờ sao ta? Để mình chuộc lỗi với nó. Để mình hiểu lầm nó. Mình vô mình nấu cho nó cái mì mà nó thích. Được. Sao tự nhiên đang giận mà gọi điện thoại. Biết có chuyện gì muốn ngứa không ta? Mà dù sao đi nữa mình cũng có lỗi với ba chứ đúng không? Tự nhiên mình đùng đùng mình bỏ đi vậy cũng bậy quá. Thôi quyết định, mình là một người đàn ông trưởng thành rồi, mình làm sai mình phải chấp nhận và đương đầu với nó. Lên phòng nói lời xin lỗi ba. Đi đâu á? Ủa ba nè. Ủa gì vậy ba? Ba nấu mì mà con thích đó ba ơi. Ừ? Thật sự cái số tiền mà ba cho con để đóng học phí á, ừ, con không có làm mất. Ừ. Mà là con dùng số tiền đó để mà con... Con mua 50 tờ vé số đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng rồi mà... số tiền còn lại con đưa cho bạn Tuyết để bạn Tuyết đóng viện phí cho ba của bạn ấy. Ủa sao ba biết hết vậy ba? Thì lúc chiều con đi á, là Tuyết có đến đây để trả tiền cho con. Thành ra Tuyết kể hết mọi sự việc cho ba nghe rồi. Dạ. Nhưng mà con làm chuyện tốt như vậy mà con lại lừa dối ba, con nói dối với ba như vậy là con sai đó. Dạ. Mà ba mà chưa có tìm hiểu kỹ mà ba la mắng con như vậy, ba cũng có phần sai nữa. Dạ, con xin lỗi ba. Tại lúc đó con nghe Tuyết tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình á,
con thấy cầm lòng không đậu cho nên là thôi con bấm bụng con đưa hết số tiền cho Tuyết luôn để giúp đỡ được gì giúp. Thì có gì đâu, tại vì con làm cái việc đó là làm việc tốt, con lấy tiền con làm việc tốt thì ba, nếu mà ba biết được thì ba sẽ ủng hộ con, tôi có gì đâu con phải giấu ba. Con sợ ba la. La cái gì mà la không biết nữa. Dạ với lại cái hoàn cảnh của gia đình Tuyết á khó khăn lắm ba. Ba của Tuyết là bị thận á, chạy thận hàng ngày. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Ừ, nếu thật sự như vậy á thì sáng mai đi hai cha con mình tới nhà của Tuyết rồi tìm hiểu thử còn sao, rồi sau đó mình sẽ tìm cách nào đó mình giúp đỡ cho gia đình của Tuyết. Dạ, dạ được chứ. Từ giờ thôi thì ăn đi để nó nguội á. Dạ. Ừ. Không phải chú, con cũng nói thiệt nha. Sao? Tại vì con cũng mới ở tù ra, cho nên ai cũng xa lánh á.